Kính thưa quý vị đang theo dõi chương mục pháp luật chính sách của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Thưa quý vị, trong chương mục pháp luật chính sách hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung sau đây. Trước hết là tiểu mục góc nhìn pháp luật có phóng sự chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc dẫn đến giết người, vụ án xảy ra tại ấp Phước Hòa, xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành. Sau cùng là tiểu mục chính sách mới có phản ánh một số nội dung cơ bản của luật môi trường năm 2020. Đây cũng là một trong những nội dung nhằm hoàn thiện thể chế chính sách quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới của đất nước. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cách đây không lâu, người dân ở địa bàn ấp Phước Hòa, xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành hết sức bất bình trước hành động của một thanh niên sau khi nhậu về, dùng hung khí tự chế chém nhiều nhát vào cha vợ, gây thủng sọ và nhiều vết thương trầm trọng trên cơ thể, để lại thương tật 52%. Còn người thanh niên phải chịu cảnh tù tội. Đây là căn phòng trọ số 8 của khu nhà trọ 999 thuộc địa bàn ấp Phước Hòa, xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành, nơi mà có 4 thành viên gia đình sinh sống, từng phát sinh mâu thuẫn, xảy ra vụ án giết người. Trước đây, Hồ Cò, quê ở huyện Gò Quao, có quen với ông Nguyễn Hữu Trí khi làm thuê trên tàu đánh cá. Đến tháng 8 năm 2020, Hồ Cò chung sống với Nguyễn Khả Hân, con của ông Trí, như vợ chồng, cũng tại căn nhà trọ này. Theo người quản lý phòng trọ và một số người dân xung quanh phòng trọ cho biết, vợ chồng ông Trí bán vé số hàng ngày để mưu sinh, có hoàn cảnh rất khó khăn. Còn Hồ Cò thì lao động phổ thông, có khi đi biển để mưu sinh. Thỉnh thoảng cũng nghe hai vợ chồng ông Trí cãi nhau về chuyện ông Trí có nợ tiền bán vé số, bắt vợ phải trả. Từ đó làm cho Hồ Cò khó chịu nên phát sinh mâu thuẫn với ông Nguyễn Hữu Trí. Rồi ông thấy bà đi bán vé số. Bán vé số đó chú, rồi bắt đầu cái ông thấy bả, cái ông đi vô tò mò vô đó, rồi bắt đầu cái ông nói bây giờ cho ông về nuôi con ông đi, nuôi con ông rồi ông đùm bọc cho. Rồi trong khi đó là mâu thuẫn với thằng rể, cháu không biết mâu thuẫn với thằng rể sao đó, rồi cái ông đi bán vé số một ngày mà ông về ông năm nợ bắt bả trả hoài à. Rồi bắt đầu thằng con rể nó ghe về nó mới nghe. Nó đi ghe, nó dặn ổng nữa mà. Nó dặn bả đừng cho ổng vô. Trong quá trình chung sống cùng phòng trọ, giữa Hồ Cò và ông Trí có phát sinh mâu thuẫn trong chi tiêu tiền gia đình. Nên sáng ngày 5 tháng 7 năm 2021, Hồ Cò đi nhậu. Đến lúc khoảng 16 giờ về tới phòng trọ và hỏi vợ Nguyễn Khả Hân để tìm ông Trí. Hân nói đang ở phía sau rửa xe. Hồ Cò chạy vào hỏi ông Trí, giờ ông muốn sao? Ông Trí lấy nón bảo hiểm đang treo trên xe, đánh một cái vào Hồ Cò rồi chạy ra lộ. Còn Hồ Cò chạy vào phòng trọ lấy con dao tự chế bằng inox để sẵn trong phòng trước đó, đuổi theo ông Trí. Khi ông Trí chạy ra được một đoạn vài chục mét gần tới đường lộ thì vấp té. Cò đuổi kịp, dùng tay chém thẳng từ trên xuống nhiều nhát vào người ông Trí. Sau đó ông Trí chạy vào con hẻm để trốn và được người dân đưa đi cấp cứu. Còn Hồ Cò lên xe máy bỏ trốn. Đến ngày 22 tháng 9 năm 2021, Hồ Cò bị công an bắt tạm giam. Về bữa nào cũng năm nợ tiền giấy số đã chưa? Rồi bắt bà vợ hiền muốn chết luôn nha. Con tiền đó nó hiền khô à. Bắt trả hoài trả quỷ rồi tiền đâu có trả. Rồi cái thằng này nó đi về nó nghe vậy nó bực bội nó uống rượu rồi cái đầu nó lấy thằng nào nó chở lại lấy cây mã đó vứt ổng ngoài sân. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử đối với bị cáo Hồ Cò, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa, huyện Gò Quao về tội giết người, theo khoản 1 điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, giết người có tính chất côn đồ. Chỉ vì mâu thuẫn về tiền bạc mà Hồ Cò sau khi uống rượu về gây hấn, dùng dao tự chế, rượt đuổi, chém ông Trí. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang xét thấy, bị cáo Hồ Cò phạm tội giết người có tính chất côn đồ. Đây là hành vi rất nguy hiểm cho xã hội, cần có bản án thích đáng để cách ly bị cáo một thời gian dài nhằm răn đe, giáo dục để trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hồ Cò thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành động của mình, đồng thời sau khi gây án đã tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả, bồi thường 15 triệu đồng cho bị hại để điều trị thương tật.
Do đó, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Cò mức án 9 năm tù về tội giết người. Bản án 9 năm tù dành cho bị cáo Hồ Cò là đúng người đúng tội và đúng pháp luật. Song, đây còn là lời cảnh báo cho những ai xem thường pháp luật, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Thưa quý vị, bỏ ra 12 đến 15 triệu đồng đặt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi đem cầm cố, Nguyễn Ngọc Nhàn cùng hai đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm cho thấy, khoảng tháng 8 năm 2018, Nguyễn Ngọc Nhàn lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm các trang thông tin cá nhân có liên quan đến việc làm giả giấy tờ. Nhàn thấy có một số trang tự giới thiệu làm được các loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng lái xe, các loại bằng cấp chứng chỉ. Qua liên lạc, người nhận làm giả giấy tờ giới thiệu ở Sài Gòn. Nhàn đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bên nhận đồng ý và yêu cầu Nhàn cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật, bản photo. Sau khi gửi đầy đủ các thông tin khoảng từ 3 đến 5 ngày, bên nhận làm gửi lại cho Nhàn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả làm xong để Nhàn xem và kiểm tra lại. Nếu đồng ý lấy thì chuyển tiền trước vào số tài khoản do người nhận làm giả cung cấp. Khi nhận được tiền thì bên làm giả gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả về cho Nhàn bằng xe khách. Giá tiền mỗi giấy từ 12 triệu đến 15 triệu đồng. Bằng cách thức này, Nhàn đã đặt làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó mang đi cầm cố chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cụ thể, từ tháng 8 năm 2018 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020, Nguyễn Ngọc Nhàn đã chiếm đoạt của 9 bị hại tổng số tiền 2 tỷ 629 triệu đồng. Ngoài ra, Nhàn còn nhận làm giúp cho Trần Thanh Bỉ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và nhận của Bỉ 8 triệu để làm giấy. Cũng với thủ đoạn trên, Phạm Ngọc Thắng từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020 đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, với tổng số tiền chiếm đoạt của hai bị hại 330 triệu đồng. Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người khác, gây thiệt hại lớn về vật chất cho người bị hại, ảnh hưởng đến việc quản lý của cơ quan tổ chức nhà nước về sử dụng giấy tờ tài liệu do nhà nước quản lý. Đối với ba bị cáo đều có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên, được quy định tại điểm G khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự. Cụ thể, đối với tội lừa đảo thì bị cáo Nhàn đã thực hiện rất nhiều lần và mỗi lần đều cấu thành tội phạm nên là phạm tội hai lần trở lên. Bị cáo Thắng thì một lần lừa đảo bà Thanh để chiếm đoạt 75 triệu, lần thứ hai bị bắt quả tang ý định lừa đảo để chiếm đoạt của ông Lợi bà Mai là 255 triệu nên cũng phạm tội hai lần. Đối với bị cáo Bỉ, một lần trực tiếp dùng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt của ông Phong là 200 triệu và một lần giúp sức cho bị cáo Nhàn ký là giả mạo chữ ký của người tên Hoài để giúp sức cho bị cáo Nhàn chiếm đoạt của bà Thanh là 80 triệu nên cũng là tình tiết phạm tội hai lần trở lên. Với tính chất và mức độ phạm tội của các bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Nhàn 19 năm tù, Phạm Ngọc Thắng 7 năm tù, Trần Thanh Bỉ 6 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều 174 và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, điều 341 Bộ luật hình sự. Các bị cáo còn lại trả lại cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt. Thưa quý vị, nhằm hoàn thiện thể chế chính sách quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển môi trường bền vững. Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội khóa 14 kỳ họp thứ 10 thông qua luật bảo vệ môi trường. Luật này thay thế luật bảo vệ môi trường năm 2014, nay gọi tắt là luật bảo vệ môi trường năm 2020. Luật bảo vệ môi trường năm 2020 gồm 16 chương, 171 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong tiểu mục chính sách mới kỳ này, chúng tôi giới thiệu đến quý vị về một số nội dung cơ bản của luật bảo vệ môi trường năm 2020. Mời quý vị cùng theo dõi. Mục tiêu hướng tới luật bảo vệ môi trường nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường,
đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. Thì bên cạnh đó, nhà nước ta cũng nêu rõ quan điểm về luật bảo vệ môi trường, đó là thể chế hóa được cái chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước trong cái việc là bảo đảm cùng với kinh tế xã hội và các cái yêu cầu bảo vệ môi trường thì phải ở vị trí trung tâm. Thứ hai là khắc phục được các cái chồng chéo cũng như là xung đột pháp luật, bảo đảm được sự thống nhất, đồng bộ toàn diện của hệ thống pháp luật về cái bảo vệ môi trường. Có các cái cơ chế, chính sách mới mang tính đột phá, tạo được cái nền tảng pháp lý cho cái việc hình thành và phát triển các cái mô hình tăng trưởng bền vững, đẩy mạnh kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế phát thải ít carbon. Và thứ tư là đẩy mạnh được cái cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cái công bố, công khai thông tin về môi trường, chú trọng phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, lấy bảo vệ sức khỏe nhân dân để làm mục tiêu hàng đầu. Và thứ năm là thống nhất được quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước và phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp và cả cái hệ thống chính trị trong cái việc tham gia vào cái hoạt động bảo vệ môi trường. Theo quy định của luật bảo vệ môi trường thì việc bảo vệ môi trường phải đảm bảo theo 7 nguyên tắc. Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân. Bảo vệ môi trường là điều kiện nền tảng, yếu tố trung tâm tiên quyết cho phát triển kinh tế xã hội bền vững. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành. Đồng thời hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, công khai minh bạch, ưu tiên dự báo phòng ngừa ô nhiễm, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải. Bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa lịch sử, cơ chế thị trường, trình độ phát triển kinh tế xã hội, cơ quan tổ chức cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân được hưởng lợi từ môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm phải chi trả bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Hoạt động bảo vệ môi trường bảo đảm không gây phương hại chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia gắn liền với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu. So với luật bảo vệ môi trường năm 2014, luật bảo vệ môi trường 2020 có những điểm mới mang tính đột phá chính như lần đầu tiên cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể cho công tác bảo vệ môi trường. Các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường rất hiệu quả. Sự tham gia của cộng đồng dân cư trong việc thu thập, cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường, tham gia đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Luật năm 2014 thì không quy định cái cộng đồng dân cư là một cái chủ thể trong cái công tác bảo vệ môi trường, nên chưa đẩy mạnh và phát huy được cái vai trò quan trọng của cộng đồng dân cư trong cái bảo vệ môi trường. Thì hiện nay thì luật bảo vệ môi trường năm 2020 cũng đã bổ sung cái cộng đồng dân cư vào cái phạm vi điều chỉnh và cái đối tượng áp dụng nhằm để khẳng định cái vị trí vai trò của cái nhóm đối tượng quan trọng này trong cái công tác bảo vệ môi trường. Thì cũng như là thực hiện một trong những cái mục tiêu xuyên suốt của luật, đó là bảo vệ sức khỏe cho người dân, đảm bảo người dân được sống trong cái môi trường trong lành, thì nhằm để tạo điều kiện thuận lợi cho cái cộng đồng dân cư mà phát huy được vai trò của mình trong cái công tác bảo vệ môi trường. Thì luật cũng đã quy định là cộng đồng dân cư thì có thể là tham gia giám sát cái hoạt động bảo vệ môi trường thông qua các cái công nghệ thông tin, tương tác các cái ứng dụng thông minh trên cái điện thoại di động. Thì tại điều 159 của luật cũng đã quy định là quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư, thì trong đó thì cơ quan quản lý nhà nước về môi trường các cấp phải có trách nhiệm là xây dựng cái hệ thống trực tuyến để tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Chuyên mục pháp luật và chính sách kỳ này sẽ được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.kctv.vn, ứng dụng KCTV trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube Truyền hình Kiên Giang. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Còn bây giờ, Đăng Khoa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.